Welcome to Thái Công TV, Thái Công cho các bạn. Hôm nay Thái Công dẫn các bạn đi opera ở Hàn Quốc. Đứng dậy và để cho người ta đi ngang và sau đó người ta mới ngồi xuống. Các bạn ấy ở đây có rất là nhiều người trẻ đi coi opera. Bên Âu Châu là opera giống như là một cái nền văn hóa được giáo dục từ rất là sớm, một cái nền văn hóa rất là cao của những cái gia đình mà có văn hóa ở đây. Mình sẽ xem La Traviata, nhạc của nhạc sĩ Giuseppe Verdi, người Ý, câu chuyện về tình yêu. Để trước khi mình đi xem cái này thì có thể mình tốt nhất là mình phải nghe nhạc cái này nhất, có thể là nghe thường xuyên và mình hiểu cái câu chuyện. Thì tại vì hôm nay là người ta sẽ hát tiếng Ý, chứ không phải là hát tiếng Đức. Mỗi cái đất nước như là những cái nhạc sĩ như là người Mozart thì là nó sẽ hát tiếng Đức,
hay là có nhiều nhạc sĩ từ bên Anh hay là từ bên Ý thì hát tiếng Ý thường. Thường thì Thái Công rất là thích nhạc opera của Ý. Thật sự cái nhạc rất là dễ nghe, nó vui tươi hơn một chút xíu. Bây giờ thấy người ta nói là bây giờ nên tắt điện thoại hay là để chế độ rung, bây giờ không phải có mấy cái chuyện này, cái đó là đương nhiên là phải biết và thực hiện. Vậy nếu mà thật sự nếu mà cái xã hội mà còn phải nhắc mấy cái đó thì anh thấy người ta còn thiếu cái văn hóa quá, mà phải vô cái opera mà còn phải một cái chương trình mà phải nhắc nữa. Vậy cái đây là một cái dĩ nhiên, có nghĩa là người ta làm một cái bình thường, chúng ta phải biết trước những cái chuyện đó chúng ta mới được làm. Và lúc mà coi opera là dĩ nhiên cũng không có được mở điện thoại lên hay là bấm điện thoại đó. Vậy có nghĩa là bây giờ Thái Công chị Huy là chỉ làm cái chương trình bắt đầu quay ở đây là tại chưa bắt đầu, bây giờ mấy giờ rồi? 5 phút, còn 5 phút nữa bắt đầu thì mình được quay bây giờ, nhưng mà lúc bắt đầu mà cái chương trình bắt đầu thì là mình không còn quay nữa. 7 giờ, nếu mà 7 giờ bắt đầu người ta mở màn lên chứ không có còn ai mà giới thiệu hết, còn 2-3 người vô thêm đây. Tới đúng bây giờ là cái cửa sẽ đóng lại và không có ai vô được hết. Vì mình đi vệ sinh được hay không? Dĩ nhiên nếu mà mình đang ngồi trong đây mà nếu muốn đi vệ sinh thì mình đứng dậy được, nhưng mà không ai làm hết. Các bạn làm rất là mắc cỡ, tại vì tất cả phải đi trước hết. Mà trong chương trình mà hát rồi thì không có ai mà đứng dậy đi vô, đi ra, đi vệ sinh rồi đi mua nước rồi bưng vô. Ở đây là tuyệt đối, cái đó là một cái văn hóa rất là thấp. Nhưng mà người nào mà đang hát mà đứng dậy, các bạn thấy cái nhạc này nó rất là im lặng, bởi vì những cái mà rột rột, cái hộp bánh mình mở ra hay là mình uống nước hay là mình ho được đấy, là rất là phiền cho người khác. Bởi vậy mình phải chuẩn bị trước và đi vệ sinh trước, đem kẹo ho theo. Đó là bây giờ mình thấy đúng 7 giờ là đầy hết rồi, không có còn ai vô ra nữa. Bây giờ đèn tự động tối đi và không có còn bắt đầu. Này là nó nằm ngay trung tâm ở Hamburg và có cũng mấy trăm năm, và nhiều lần bị cháy và người ta sửa lại, và mỗi lần người ta sửa người ta làm theo cái thời đó luôn. Đó là lần cuối cùng người ta sửa ở đây là nó khoảng 1960, nhìn nó rất là 60s, chứ không phải là người ta sửa lại mà người ta làm nó như hồi xưa, giống như bây giờ người ta khắc điêu khắc hay là cái kiểu mà baroque hoa lá cành lên, người ta dùng rất là đơn giản vì nó phải theo một cái thời đó. Hamburg Anfang der 50er Jahre. Sie alle sind gekommen, weil sie eine Oper wollen. Bei einer Tombola plündern hunderte Hamburger ihre Portemonnaies und spenden.
Denn die Menschen träumen davon, aus den Ruinen der Staatsoper wieder ein Haus mit Weltruhm zu machen. Insgesamt geben sie mehr als 6 Millionen Mark für ihr neues Aushängeschild. Denn umstritten ist damals, wie das neue Haus aussehen soll. Modern oder klassisch? Ich glaube, dass ein solches Haus den Zeitgeist widerspiegeln muss. Und der Zeitgeist der 50er Jahre, das war der eines grenzenlosen Wachstums. Nach 2 Jahren Bauzeit lauschen im ausverkauften Saal 1649 Zuhörer der Zauberflöte. Mới về hết và người ta vỗ tay rất là khủng khiếp, người ta vỗ tay khoảng 10 phút. Vỗ tay cũng là một cái văn hóa nữa, có nghĩa là không phải là vừa hát xong là đứng ngay đi về liền lập tức, người ta lỗ rất là lâu, người ta vỗ tay xong rồi tiếp xong từng người mới lên sân khấu chào từng người, có nghĩa là người chạy giai phụ lên trước và giai chánh lên sau, và cái vỗ tay nó càng ngày nó càng ôm thêm nữa, nó càng nhiều hơn nữa, và cuối cùng người ta đứng dậy hết và người ta vỗ tay. Wow, thấy là một cái vỗ tay mà mình nghe mình cũng nổi da gà rồi đó. Nghe nhạc opera rất quan trọng là cái hôi nó làm cái âm thanh nó rất là hay, vì bữa nay mình nghe nhạc là tất cả những cái orchestra là nhạc sống hết. Rồi người hát là cũng hát live nhưng mà người ta không có dùng microphone. Cái là cái đặc biệt. Bình thường ở Việt Nam là hát là dùng microphone và mở cái vang ra rất nhiều. Và cái vang nó không có còn cái giọng thiệt giống như ở bên đây. Còn bên đây người ta hát không có microphone vì cái âm thanh đấy nó vang hết. Có là mình nghe rõ ràng là cái người sân khấu, nghe cái người mà cái âm thanh nó từ cái miệng của cái cô đó hát ra là mình nghe rõ ràng từ cái miệng ra luôn. Và mình nghe được cái âm thanh mà người ta đờn, quy mô orchestra, mấy chục người ta đờn, mình nghe cái âm thanh nó từ cái ở đó nó lên, mình nghe rõ ràng luôn. Chứ mình không phải nghe là trong âm thanh và bằng loa không. Bởi vậy nếu mình đi coi nghe nhạc mà mình coi trực tiếp ở ngoài thì cái âm thanh nó khác hẳn. Mấy cái ghế đỏ nó làm cái không gian opera rất là sang. Tất cả được là chỗ này là 1600, hơn 1600 chỗ ngồi. Bạn biết một cái vé mình đi coi opera là nhà nước phải tài trợ hơn 300 euro cho một người. Có nghĩa là cái opera này nếu mà người ta tự kinh doanh không, người ta bán vé đó, thì không có đủ tiền để nuôi được cái opera này. Bởi vì nhà nước Đức phải bù ra mỗi ghế 300 euro. Có nghĩa là Thái Công hôm nay mua một cái vé là 98 euro một vé, hai người gần 200 euro. Thì bây giờ nhà nước Đức phải bù cho mình 600 euro để mình đi xem. Các bạn không? Có nghĩa là cái văn hóa ở bên Âu Châu rất là quan trọng, mà nếu mà không, nhà nước mà không có hỗ trợ cái opera house này thì cái opera house này nó không có tồn tại. Vì cái opera này nếu mà người ta bán cái vé mà giống như thiệt luôn á thì cái vé nó quá mắc. Thì cái vé nếu mà 400 euro một vé cho một người thì nó mới thâu nhuận này mới đủ. Nhưng mà nếu mà 400 euro thì quá mắc tiền, người ta không có đi coi nổi, và người ta muốn một cái văn hóa cho rất là nhiều người được thưởng thức. Bởi vì nhà nước Đức phải hỗ trợ một vé tới 300 euro. Có nghĩa là người ta tính một năm là nhà nước Đức phải hỗ trợ cái opera này tới mấy triệu euro để người ta hoạt động. Quá hay. Thì mình phải
phải không phải là tự nhiên mà mình nghe được, mà mình phải có một cái sự luyện tập và cũng như là một nghiên cứu trước khi đi nghe nhạc opera, thì mình phải đọc những cái cốt truyện trước để mình hiểu được cái nội dung sơ bộ, và sau đó là mình thấy được những cái ca sĩ hay là những cái diễn viên người ta sẽ truyền tải được cái nội dung mà mình đã biết và cái cảm xúc người ta. Thì qua nhiều lần đi coi như vậy thì mình mới hiểu được cái cách coi nhạc, và từ đó mình mới cảm thụ được âm nhạc. Đối với những cái văn hóa, loại hình văn hóa nghệ thuật ở một cái trình độ cao như vậy, thì nếu mà những cái người mà chưa có những cái kinh nghiệm mà trải qua thì cũng sẽ rất là khó, và sẽ rất là khó nhận xét được đây là hay hay là dở. Sau khi thấy Cam Mỹ Huy coi opera xong và hai đứa ra lại khách sạn để ăn một chén súp trước khi đi ngủ. Khách sạn này cũng rất là đặc biệt, nó tên là Fireside. Có thể thấy Cam sẽ làm một cái phim về khách sạn này. Bởi vậy, ai thích chương trình này cứ bấm like và share để thấy Cam Mỹ Huy làm nhiều phim cho các bạn xem. Thank you for watching and bye bye.